Thưa quý vị, thời điểm hiện tại đã có nhiều ca nhiễm COVID-19 được chữa khỏi. Tuy nhiên, vấn đề hậu COVID-19 và những điều cần làm để đảm bảo sức khỏe được nhiều người quan tâm. Nhiều cơ sở y tế hình thành những phòng khám riêng cùng những dịch vụ cần thiết cho người dân. 24 trên 24, bác sĩ Nguyễn Việt Thanh cùng nhiều bác sĩ khác công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Minh Hải đã duy trì việc thăm khám, trao đổi, tư vấn online với những trường hợp hậu Covid. Dễ kết nối từ những cuộc gọi tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, các bác sĩ hướng dẫn đến từng trường hợp, tùy vào triệu chứng, trấn an tinh thần bệnh nhân, đưa ra lời khuyên. Trong đó có cả việc có cần phải đến khám trực tiếp hay không. Mỗi ngày, bác sĩ Thanh tư vấn cho khoảng 20 đến 30 trường hợp qua Zalo, Facebook. Trong giai đoạn nhiễm Covid và hậu Covid thì bệnh nhân rất là hoang mang, tại vì họ không biết là triệu chứng này là nặng hay nhẹ. Thì trong giai đoạn này thường bác sĩ sẽ phải tư vấn cho cả đang bị Covid và đang bị hậu Covid. Một số người thậm chí quá lo lắng trên họ có bao nhiêu thuốc ở trên thị trường là họ mua về họ uống hết, và có những thuốc cấm chỉ định thì họ lại sử dụng luôn, thậm chí là họ sử dụng cho con của họ luôn, mà những cái thuốc này là đều là cấm chỉ định hết. Thậm chí có những thuốc là 2-3 kháng sinh, 2-3 kháng viêm trong đó. Thì qua cái đợt tư vấn online này mình sẽ giúp cho bệnh nhân hiểu được như vậy sẽ là không có tốt, không có đúng như chỉ định. Tháng này thấy cho mình thấy nó cũng hơi mệt, cái ban đêm thường nó ho, nó đến bệnh viện để khám chẩn đoán thì ban đầu thấy cũng hơi lo, nhưng mà tới khi mình nhiễm bệnh rồi thấy sau này thấy cũng bình thường. Kiểm tra tổng quát lại để mình định hướng được mình có, sau khi nó bệnh rồi mình có chở biến chứng ra những cái bệnh gì trong cơ thể mình. Không giống một số hội chứng hậu bệnh lý khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người đã bị bệnh nặng, hậu Covid-19 có thể xảy ra với bất kỳ ai đã bị mắc Covid-19, ngay cả khi bị bệnh nhẹ. Thậm chí trong thời gian mắc bệnh, họ không có triệu chứng thì vẫn có thể bị hậu Covid. Hậu Covid-19 có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em. Theo các bác sĩ, tuy nhiều người gặp các triệu chứng hậu Covid-19 nhưng không có nghĩa tất cả những người mắc đều đi khám sẽ rất lãng phí. Giờ mình phải phân ngày giờ ai sẽ cứ đi khám hậu Covid nha. Thì nói chung là này được viên luôn là cái thời gian nghĩa là vừa hết bệnh Covid thì những đối tượng này cần phải đi khám hậu Covid. Thứ nhất là những người có bệnh nền, những bệnh như là tăng huyết áp, là mạch vành đái, thông đường, có liệt dương quá thì phải khi âm tính rồi mình phải đi khám hậu Covid. Đối tượng thứ hai nó là người từ 60 tuổi trở lên. Thường là những người 60 tuổi lên thì dường như có những cái bệnh trong đó rồi, nên sau khi âm tính rồi cũng nên đi kiểm tra cái hậu Covid. Và cái người nữa thì đặc biệt những người mà nằm viện, những người bị mắc Covid mà nằm viện điều trị thì sau khi xuất viện tính rồi cũng phải nên đi kiểm tra lại cái tình trạng của hậu Covid. Đặc biệt ở đây ở trẻ nhỏ, khi mà hết bệnh rồi đó mà xuất hiện nổi như da đỏ nè, khó thở nè, mệt mỏi nè, ăn uống kém vân vân thì cũng nên dắt em nó đi khám hậu Covid. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Minh Hải đã triển khai phòng khám hậu Covid và các gói khám hậu Covid-19 để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh viện cũng thiết kế riêng các gói khám tầm soát sức khỏe từ cơ bản đến nâng cao cho các khách hàng ở mức độ nhẹ, không triệu chứng, đến các ca nhiễm trung bình nặng. Từ đó giúp đánh giá được tình hình sức khỏe sau khi hồi phục để có kế hoạch chăm sóc cơ thể và các biện pháp can thiệp kịp thời khi cần thiết. Theo lời khuyên của các bác sĩ, người mắc Covid-19 hoặc đã âm tính cần ổn định tâm lý, không hoang mang. Mỗi người tự theo dõi các dấu hiệu nặng đối với bản thân và người nhà, kèm với sự liên hệ với bác sĩ để được tư vấn về cách sử dụng thuốc, không tự ý điều trị để tránh các biến chứng nguy hiểm.